Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm bình minh sáng sớm, hai mẹ con nhà Moon Jamin chào nhá. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn thấy mặt bé Moon nhà Jamin không? Ôi ngoan lắm, mới tắm xong về ngoan thế này đấy. Thế cho nên là mẹ Moon với gọi là đúc kết ra được một điều là gì cả nhà biết không? Là có nghĩa là nếu mà bé nhà bạn mà quấy quá, bé mà bạn hư quá, và cũng đến lúc mà bé nhà bạn phải đi tắm rồi, thì phải cho bé nhà bạn đi tắm thôi. Có những bé thì chịu bắt tay vào tắm không sợ nước và rất là thích nước nha. Nhưng mà có những cái bé thì nhát lắm. Ví dụ nhá, từ hôm mà mình đón Moon về là hôm 31 tháng 7 của năm 2020 thì làm sao? Là ôm miết luôn. Trời ơi, cắn phá hết nhà cửa luôn, nghịch lắm, quậy lắm. Và chưa tắm lần nào luôn. Nhưng mà bây giờ phải luyện cho gọi như là ở không gian riêng một mình. Đàn ông con trai phải vững vàng, vì đây là bé Moon, là bé Moon đực. Thế cho nên là không ôm nữa, không ôm nữa. Thế là nó bẩn lắm, bẩn kinh khủng khiếp, và nó quấy, nó phá dã man. Thế là hôm nay mẹ tớ mang tớ đi tắm. Đấy, mẹ tớ hy sinh luôn cả cái áo phông của mẹ tớ. Để làm gì? Để làm sao? Tắm xong rồi mẹ tớ ủ tớ, xong rồi mẹ tớ massage cho tớ, cho mặt tớ đẹp trai hơn. Xong rồi mẹ tớ làm gì? Mẹ tớ nựng yêu tớ. Thế là sao? Tớ ngủ được một giấc một chí xíu. Thế là tớ lắp bé con của mẹ tớ. Xong làm sao nữa? Xong rồi mẹ tớ cắp móng chân móng tay cho tớ, để tớ không cào sức hết cả mặt mẹ tớ, người mẹ tớ. Rồi là răng của tớ là cắn hết, xách hết quần áo mẹ tớ ra. Rồi cái gì tớ cắn được là tớ cắn nát luôn. Tớ phá lắm. Từ hôm mang tớ về hôm 31 tháng 7 rồi ôi, phá tân tành. Hôm nào ấy mà về nhà là không còn cái gì nữa, nó phá hết. Nó nhảy tung 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 ấy. Nó kinh khủng khiếp luôn. Nó mặc dù là bé Moon trông thế này thôi, trời ơi, nhưng mà hình hài thì là một nhóc bé Moon, bé tí tẹo teo. Thế nhưng mà quậy dữ dằn luôn, y như một con hổ, con hổ trưởng thành ý, chứ không phải là một con mèo Moon bé xíu đâu. Cho nên á, nhìn thế này thôi á, cả nhà đừng nghĩ là tớ hiền nhá. Tớ đuổi chuột kinh khủng lắm. Ôi, chuột ton cỡ nào chăng nữa nhìn tớ nghe giọng tớ đanh thép là chuột chạy mẹ hết luôn. Đấy, mẹ tớ yêu tớ là bởi vì tớ giữ nhà cho mẹ tớ. Đấy, chuột là phải chạy luôn nhà. Cho nên mẹ tớ là hơi bị cưng tớ đấy. Tớ không thèm uống sữa, tớ thích uống bia cơ. Bố sư tổ nhà tớ bựa lắm, yêu lắm. Mẹ tớ vẫn yêu tớ, mẹ tớ vẫn nói chuyện với tớ hàng ngày. Xong rồi mẹ tớ vẫn cho tớ ăn đòn bình thường nếu mà tớ hư quá nhá. Đấy là sự dạy dỗ nha. Mẹ vẫn yêu con lắm Moon ơi. Con mặc dù con láo tét thật, cắm mẹ dã man, tàn bạo vô nhân đạo, chảy máu cơ, nhưng mà mẹ vẫn yêu Moon. Em Moon không thèm nói gì cả, em Moon đồng ý luôn. Nào, mẹ yêu Moon mà. Nào, Moon kêu đi. Moon chào cả nhà, chào các cô, các chú, các bác. Chúc các cô, các chú một buổi sáng thật là tươi mới, thật là an nhiên nhiên, ăn no ngủ kỹ như cả mẹ con nhà Moon đó. Bye bye cả nhà yêu.